Thưa quý vị, tôi tên là Bùi Văn Phú. Tôi sinh năm 1955, sau khi bố mẹ di cư vào Nam. Thời thơ ấu sống ở xứ Nghĩa Hòa, khu vực ngã ba Ông Tạ. Tôi theo học trường tiểu học Nghĩa Hòa, có thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Tích thời đó. Rồi sau đó vào học trường trung học đệ nhất cấp Thánh Tâm, bây giờ là trường Tân Bình. Và sau đó lên trường Nguyễn Bá Tòng. Nguyễn Bá Tòng thì có hai trường cái thời tôi đi học. Năm lớp 10 tôi học ở Nguyễn Bá Tòng ở trường Bùi Thị Xuân. Nhưng mà sau đó trường Bùi Thị Xuân chỉ dành cho nữ sinh. Rồi tôi chuyển qua trường Nguyễn Bá Tòng Gia Định ở số 4 đường Hoàng Hoa Thám. Học năm lớp 11 và lớp 12. Học xong lớp 11 đậu thứ tài 1 thì lên lớp 12. Lên lớp 12 xong đậu thứ tài 2. Rồi vào trường luật và cũng có năm học trường đại học Văn Khoa nữa. Cái hoàn cảnh mà tôi ra khỏi nước thì có thể nghĩ lại thì là một sự rất là tình cờ và may mắn. Thứ nhất là chúng ta nhiều người Việt không có biết được cái ngày 30 tháng 4 nó đến là vào cái ngày đó. Nhưng mà gia đình chúng tôi đã trải qua cái thời năm Mậu Thân, khi Việt Cộng tổng tấn công vào thành phố Sài Gòn thì nhà ngay ngã ba Ông Tạ gần khu ngã tư Bảy Hiền. Thì năm đó là coi như là chiến tranh đã vào rất là gần rồi. Thì bố mẹ đã từng gọi là chạy loạn miền Bắc. Thì nhất là mẹ cứ bảo thôi giờ mấy con cứ quấn cái nạc cái gì đó treo vào người để nó có xíu mấy đồ gạo hay đựng mấy giấy tờ gì thôi, để chuẩn bị nếu sự thực nghĩ lại chuyện Mậu Thân đó, nghĩ bảo giờ chạy đi đâu. Thì mẹ cứ bảo thôi cứ chạy vào thành phố thôi, có thể là an toàn hơn. Tại mình chiến tranh thì súng đạn có thể chết chóc nguy hiểm. Thì tới năm 1975 cũng vậy, khi bắt đầu vào tháng 3, tháng 4 đó là chiến tranh bắt đầu gần. Thì lúc giờ thì người ta lại nghĩ không phải chạy vào thành phố nữa, mà có nhiều người nói chuyện là rời khỏi nước Việt Nam. Có những chuyến di tản, như chúng ta đều biết, di tản từ Việt Nam qua Guam vào khoảng tháng 4. Thì người cũng xôn xao, khu Ông Tạ cũng nhiều người đi. Có nhiều người chỉ nghe là chỉ vào phi trường tiễn ai gia đình nào đi rồi cũng được kéo lên nó bay đi luôn, tình cờ đi luôn. Đó. Thì gia đình của tôi là nghèo, không có chuyện mà đi tìm đường đi. Tại tìm đường đi phải có vàng bạc hoặc đô la. Thì có ông anh con bác ở gần đó ngoài đường Thánh Mẫu. Ông anh bảo bây giờ thì không biết là chiến tranh nó sẽ đi tới đâu. Mà mình đó, thì anh ấy là cũng là người có chức quyền trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Anh là biện lý của tòa sơ thẩm Gia Định. Thì anh cũng hiểu là vấn đề là nguy hiểm nếu mà ở lại nước nước Cộng sản vào. Mà bây giờ chiến tranh lại gần đó, thì cũng nghĩ là chiều 28 là sau khi ông Dương Văn Minh nhậm chức là bắt đầu thấy bom nổ, pháo bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất mà khu Ông Tạ Bảy Hiền là rất gần và rất gần với phi trường, và đã từng lãnh hỏa tiễn 122 ly nhiều lần của phía Việt Cộng rồi. Nên sau cái ngày 28 buổi sáng 29 đó thì anh ấy bảo thôi giờ mình đi. Tại cũng đi đâu, lúc giờ lại nói đi xuống miền Tây. Thế là gia đình anh ấy kéo đi, thì mình đang ở nhà ông anh. Cái quả đi thì cũng nhảy lên xe làm rất tao của một ông anh đó. Còn ông anh lớn thì có xe hơi chạy. Rồi lúc giờ mình chạy lung tung vào thành phố, đường xá thì kẽm gai, chạy thẳng đường Lê Minh Duyệt vào công trường Dân Chủ, đi thẳng vô tới Sài Gòn thì không được kẽm gai hết, phải có chạy nhảy dù Nguyễn Trung Hiếu gần chỗ đó, rồi sĩ quan Bắc Hải nữa, nên chạy vòng qua đường Nguyễn Văn Thoại, rồi vào, rồi chạy qua phía Trương Minh Giảng, có vô nhà người quen của anh chị đó, tại vì chị là quốc tịch Pháp, người Việt mà quốc tịch Pháp, bảo có thể nếu mà Việt Cộng vô lẹ thì mình ở nhà người Việt, người quốc tịch Pháp có thể họ không làm khó dễ. Nhưng mà ở đó khoảng 3-4 giờ chiều lại thấy đi, thì mình chỉ nhỏ chạy đi theo thôi. Anh chạy đi chạy vô, tôi nhớ là chạy vô khu Khánh Hội, rồi vô mấy kinh Đức Đen gì đó, mình lần đầu tiên mình mới vô khu đó, rồi chạy bí đường rồi chạy ra. Có một anh cảnh sát là anh dẫn theo, tại vì ông anh họ đó, ông là dạy học ở Học viện Cảnh sát Quốc gia, nên những người học trò biết. Rồi cứ vậy đi theo thôi, rồi họ thấy chạy ra ngoài bến tàu Bến Bạch Đằng đó. Thì mình hoảng loạn, mình không biết giờ đi đâu làm sao, mình đâu có trả tiền gì, đâu có kế hoạch gì đâu. Nhưng mà thấy rất là nhiều tàu, người ta chen chúc nhau lên, thì có một tàu đứng ngơ ngác, không mấy người lên đó, không có chen chúc gì hết. Thì tôi gặp một chị đó, chị bảo bây giờ anh có muốn đi không? Cái cũng hỏi lại, bây giờ thưa chị, bây giờ đi đâu vậy? Bảo chạy xuống miền Tây.
chỉ có hai đứa con nhỏ, xách một con nhỏ đi theo chị lên, không ai hỏi tiền, không có gì hết đó. Khoảng 6 giờ chiều, 5-6 giờ chiều, tự nhiên có một cái tàu nó táp vô, cái gọi là tugboat đó, nó táp vô, nó kéo cái tàu đi. Cái tàu mà không có máy thì là nó tên là Sài Gòn 2. Thì ông chủ tàu là ông Nguyễn Văn Ngọc, mà thôi. Bao nhiêu năm mà tôi vẫn nhớ anh không biết. Mình không có gì trong tiền bạc cho đó. Đây không có đòi hỏi đâu sao hết. Mỗi tàu bình thường mà nói như vậy đó, nếu cái tàu phải sao chuyển qua có thể là 2-3 ngàn người, mà chuyến chỉ có 200 người thôi. Tức là những người nhà ông quen biết mới biết là cái tàu được kéo đi. Vậy không ai chăn lấn lên tàu làm gì, tại không có máy. Người biết là không có máy, có thể nằm ủa thôi, không đi được. Cái lần đầu tiên khi tôi viết lại cái ký ức đó, lúc giờ tôi ở châu Phi có thời gian viết lại ký ức đó, tôi vẫn nhớ, tôi để là cảm ơn ông Nguyễn Ngọc. Tôi nghe nói ông ấy bị cư pháp. Và lên tàu thì ông bảo trên tàu có gạo, chia nhau ra mà tự nấu cơm ăn, ông cũng cấp gạo cho, chứ không bị đói, có gạo có nước, lên thì cũng giới hạn thôi. Thì trên tàu tôi ghi theo cái gọi là chú Thành đó. Chú là người trong binh chủng hải quân. Thì chú đi nấu cơm thì theo, đi kiếm gỗ trên tàu có những cái mà cái crate đó, để hàng đó. Thì các bạn thấy bỏ củi ra rồi xong rồi nấu. Đây là cơm, cái thùng phi to này chắc quý vị nhớ đó, cắt ngửa ra nấu thì nó thiệt là ở dưới thì là khê khê, ở giữa thì những chín, trên thì sống, từ khi chia nhau ăn nên nói đúng thì không có bị đói khát gì lắm. Nhưng mà khi tới Singapore đó, thì ông ấy bán tàu không có được, cái tàu Đại Hàn kéo đi thì về bên Đại Hàn đó, thì bỏ tàu lại. Hải quân của Singapore hoặc là quân đội đó áp đảo chúng tôi mà chuyển qua tàu Đông Hải. Cái tàu Đông Hải cũng kích thước bằng cái tàu Sài Gòn 2 thôi, mà trên nó có 2.000 người. Nhưng mà khi chính phủ Singapore đã không chấp nhận người tị nạn Việt Nam lúc đó, thì họ đồng ý là họ biết cái tàu có thể nhận thêm mấy trăm người nữa. Và tôi nhớ có tàu cẩu, nó cẩu gạo bỏ xuống đó cung cấp đầy đủ nước, họ bảo đảm là nếu cứ đi bình yên như vậy thì có thể chạy thẳng tới Guam và đầy đủ nước uống và gạo để ăn. Nhưng mà khi tới Subic Bay đó thì thấy tại vì trên tàu có một số trẻ em nhỏ nó bị bệnh tật sao, tôi nhớ khi mà xuống cái hầm tàu đó, nó ngộp lắm, nó rất là ngộp. Tôi xuống cái tầng ngủ dưới đó mà để sau tôi leo lên trên tàu thôi, có cái phòng nhỏ, có cái cột cờ hay cột gì để sau tôi ngồi trên đó, ngồi mấy ngày đó, cứ chờ mưa nắng vậy thôi. Tối thì xuống nằm ở ngoài này chứ không ở dưới hầm rất là ngộp và nhiều người xỉu lên xỉu xuống. Như vậy khi mà tới Subic Bay đó thì dĩ nhiên là mình không biết chi tiết, nhưng mà những người điều hành tàu với lại những người mà có thể liên lạc với các cơ quan thiện nguyện hoặc là chính phủ Mỹ đó thì đồng ý cho ai các con nhỏ thì được xuống Subic Bay để tôi theo gia đình của ông anh, có bà chị, ông anh bà chị họ, có ông bác, có đứa nhỏ có 1-2 tuổi đó, không yếu nên được xuống Subic Bay. Là nếu mà kể từ lúc tôi rời Việt Nam chiều 29 tháng 4 cho đến khi đặt chân xuống Subic Bay chiều 29 tháng 4 năm 1975 thì là 17 ngày tất cả. Cái lúc đó thì hồi ở quê nhà, Phú đã chú ý vấn đề gọi là đóng góp cho việc xây dựng quốc gia rồi. Anh em sinh viên mình năm thứ hai trường luật, một số bạn cũng nhìn vấn đề mình có cơ hội thảo luận nhiều về vấn đề chính trị Việt Nam. Và một vài anh em trong lớp Phú đó là đều muốn nếu mình ra đời đó mình sẽ đóng góp vào cái hệ thống chính trị của nước mình. Chẳng hạn như là Phú học trường luật ha. Phú bảo nếu mà mình lại thích về ngoại giao, mình bảo năm thứ ba nếu mà chọn ban mình sẽ chọn ban công pháp. Trường luật có 3 ban, ban tư pháp, ban kinh tế và ban công pháp. Phú sẽ muốn đi theo ban công pháp để làm công chức, thích làm ngoại giao nữa.
Thì rồi những bài hát về quê hương mình hát lại tụ tập đàn đúng với nhau, hát hò đờn hát, mình rất muốn xây dựng quốc gia. Dạ. Mình ủng hộ, mình theo cha Trần Hữu Thanh, con cháu chống tham nhũng đó. À, tại vì cha Đinh Bình Định ngày xưa ở xứ Nghĩa Hòa là người rửa tội cho mình. Rồi những buổi họp của các cha mình đi, mình đã nhớ như vậy nè. Mình tranh đấu đó, thì tranh đấu theo hệ thống luật pháp. À, thí dụ luật sắp sửa, quốc hội sắp sửa quyết định một cái luật gì đó mà mình thấy không có phù hợp là mình phải giúp lên tiếng. À, dùng báo chí thì qua các cha là những người lãnh đạo, không phải vấn đề chống tham nhũng không mà nhiều vấn đề khác, là mình có khuynh hướng như vậy. Vậy lẽ nhiên đất nước chiến tranh, mình 30 năm từ lúc mình lớn lên, nó đúng sinh ra chứ biết gì hết, nhưng mà 10 tuổi là bắt đầu thấy bao nhiêu người thân chết, bạn bè về sau cũng hy sinh trên chiến trường, thì lẽ nhiên mình mơ ước không còn chiến tranh nữa. Lúc giờ đó đồng ý là phía Cộng sản đã thắng ở Việt Nam, Cộng hòa Trung Quốc đầu hàng. Nhưng mà mình nghĩ điều quan trọng là hết chiến tranh rồi, mình lại nghĩ tại sao mình không ở lại xây dựng đất nước như các bạn và mình đã trong thời gian như vậy. Nhưng mà đó là cái tâm trạng mình thấy mình buồn, mình không có ở lại. Nhưng mà lại mình cũng nghĩ là không biết tương lai ra sao. Khi ở Guam đó, được vào cái lều của nhạc sĩ Trường Sa, Phú Vô, không biết vô thấy một anh mà ông ngồi mắt đỏ hoe. Cái anh hỏi chứ em từ đâu tới, nói mới bên từ Subic B qua đó. Thì trong cái lều để những cái ghế bố của nhà binh đó, khoảng 15-20 cái, có mình ngồi đó dưới ngọn đèn màu vàng. Cái anh hỏi em có tính xin về Việt Nam không? Mới đầu anh giới thiệu mà tôi là họa sĩ Trường Sa. Cái mình nhớ bài hát mà có phải anh viết bài mà phố vẫn hoang vu từ lúc em đi không? Nhớ đó. Em bảo đúng. Em bảo tôi đang xin về. Họa sĩ Trường Sa về mà trong mọi người đều biết họa sĩ Trường Sa là đi về theo tàu Việt Nam Thương Tín đó. Mình lại nghĩ bảo không. Hồi xưa mình cũng đi học cũng muốn để biết nước Mỹ làm sao. Chứ giờ bảo về thì chưa về. Cứ tiếp tục đi đó, mặc dù có mình thôi, bố mẹ anh em bỏ lại, có gia đình anh với ông em con bác thôi, nhưng mà mình bảo không về. Và lúc giờ mình gặp vậy thì mình vẫn nghĩ, rồi sau nhiều tháng mình vẫn nghĩ là tại sao mình bỏ đi đất nước coi như hòa bình. Nếu mà mình được ở lại góp tay xây dựng thì là tốt. Nhưng mà một thời gian sau, tất cả các bạn của mình đều tìm đường cũng vượt biên nữa. Và vấn đề thuyền nhân nó trở nên một cái mà đánh động cái tâm của mình. Mình biết là bao nhiêu người tại sao giờ họ phải bỏ đi, mình biết rồi. Rồi rẽ nhân thư gia đình nữa, nếu những cảnh khổ, nhà phải bán bàn ghế đi đại khái rồi, thì là mình biết là lúc giờ mình cảm thấy đỡ buồn hơn vì cái lý do là tại sao mình bỏ nước ra lúc đó không phải xây dựng, là mình cảm thấy không có hối hận. Tôi còn nhớ sau đêm ngày 29 tháng 4 đó, lúc giờ mình không quen say sóng lắm. Dưới hầm của tàu Sài Gòn thì thoải mái, tại có 200 người nằm dưới đó đêm mới say lắc lư, mình biết sáng mình thấy là leo lên boong tàu á, là người đi vật vờ, ói ra mật xanh mật vàng. Khoảng một lúc sau á thì có gọi là chú Tư ở trên tàu, chú là như chuyên viên về hàng hải hay sao á, nghe radio. Thì khi đó nghe ông nói là đầu hàng rồi. Và tôi nhớ rõ ràng là nghe cái bài hát Trịnh Công Sơn, là lẽ nhiên là có thể như nhiều người Việt Nam khác, tôi cũng chảy nước mắt và khóc. Tại vì mình nghĩ ra đi á, không có bao giờ gặp lại bố nữa, sáu người em. Mình không biết, nghĩ là không bao giờ trở về. Đó là tâm trạng của tôi lúc đó. Rồi đã như là bạn bè thân bao nhiêu năm học hành với nhau, sinh hoạt nhau thì không biết nơi nào, nơi đâu. Dạ. Nhưng mà nghĩ về gia đình bạn bè là buồn. Cái lúc ra định cư ở cuối tháng 8, 75 ra định cư ở Bực Ly. Nhiều đêm nằm khóc nhớ nhà lắm. Trong cái tờ bóp của tôi đó, lúc đó có một tờ giấy, cái giấy gọi là giấy Pului ở Việt Nam đó. Thì một mặt là đánh một cái bản copy của một cái chứng chỉ tú tài đôi của mấy anh bạn, anh đưa sang bỏ túi đó.
thì giờ tôi còn để giấy, còn giữ thì giấy là mình ráng nhớ mình ghi từng ngày một. Đã, à, ngày nào tới đâu có biến cố xảy ra vài chữ thôi. À, trên cái blog của tôi đã thấy chỗ vào ngày 30 tháng 4 đó thì có thấy cái tờ giấy đó. Bây giờ vẫn còn chữ giấy nó mờ nhạt những chữ, nhưng mà những chi tiết mình còn nhớ là ráng ghi chuyện gì xảy ra, ngày đến ngày thứ mấy, à, ghi được một số, à, đó, còn giữ trong đó, ký ức mình còn giữ trong đó. Yeah. Mà tới Mỹ, rồi đi học ESL ở trường Berklee The School đó, rồi nhanh ở gia đình ông anh họ cũng khen một số người trước nữa, thì tôi cũng như các anh đã gửi thơ về cho gia đình. Tại vì gia đình ông anh á, 7 người con bỏ đi hết, cũng bỏ lại bố mẹ già bên đó. Yeah. Tôi đi theo với các anh chị đó. Thì là viết thư về qua nhiều ngã lắm. Tôi đi học ESL gặp những cô sinh viên Nhật, những bạn người Thụy Sĩ, họ rất muốn giúp mình. Đó. Thì chỉ yêu cầu bây giờ không liên lạc ở Mỹ được thì họ giúp dùng. Họ rất là thoải mái, sẵn sàng giúp mình viết thơ nhờ bố mẹ bên địa chỉ bên Nhật. Cái thì bên Nhật, cái bên Hồng Kông, cái bên Thụy Sĩ, cái bên Pháp, mình nhớ bốn nước đó viết qua đó để họ chuyển về Việt Nam. À. Thì khoảng cái chừng tháng 12 năm đó, tức là rời 29 tháng 4, tháng 12 năm 75 nhận được lá thơ đầu tiên từ nhà. Rồi tức là chỉ báo tin hồi đó, bây giờ mới nhớ là hồi đó không phải bây giờ mà ít lâu sau đọc mới biết là những cái code, những cái ký. Thì bảo bác đi học đại học, à, bác thì bác năm 60 tuổi mới học đại học cái gì, tức là đi học tập cải tạo. Rồi đã không có dám viết là đi học tập cải tạo, thì nói đại học phải học tốt thì về, cái vậy. Thì tới một lúc qua năm 1976, em tôi mới viết thư qua con gái bảo, bây giờ anh có thể cho biết rõ ràng là anh đang ở đâu không? Tại vì thư đó, toàn nhận mình chỉ nói, tôi nhớ biết là mình đang ở gần cái cầu Golden Gate học, không nói cầu Golden Gate đấy, chỉ nói là học trong bài học cuốn ESL nào đó, một trong mấy cuốn nó có nói về cầu Golden Gate đó, mình chỉ dùng ký hiệu thôi, mình không dám nói ở bên Mỹ, tại vì có thể bên nhà sẽ biết, sẽ bị liên lụy. Lúc em mới thẳng nói, anh nói thẳng đi, anh đang ở đâu? À, tại vì ở nhà tin tức lúc đó, nghe người ta đồn là gia đình chết hết rồi, à, khoảng cái chừng cuối năm 76 rồi đó, bắt đầu chụp những tấm hình đầu tiên thì có chụp hình cầu Golden Gate. Thì nhà chắc là rồi lẽ nhiên mình cũng chỉ kể chuyện sơ sài qua đây mình đi học thôi, không nói gì chi tiết cả, bắt đầu đi học lại gia đình. Rồi lẽ nhiên là như là hai bác bố mẹ của các anh chị đó thì đều mong thấy có đứa cháu nội đầu tiên mà, cái em nhỏ đó, thì cũng chụp hình gửi về. Rồi bác thì đi học tập cải tạo, mẹ và Phú là em của bác cứ phải đi thăm. Yeah. Bác gái thì yếu, nên bác trai đi học tập là mẹ Phú. Các em đi thăm. Có một chi tiết nữa là ngay sau 15 tháng 6, gia đình thu xếp cho cô em gái kế lập gia đình. Tại vì cũng nghe tin là sẽ phải lấy bộ đội hay gì đó. Dạ, em kế là mình nghỉ lúc cho bác đứng chủ hôn. Sau đó là bác đi học tập. Bác học tới năm 82 thì mới về. Dạ. Dạ. Còn các em khác thì những em kế xong nữa thì bỏ học hết lớp 9 là thôi học. Về sau có những em kế gia đình Phú có 7 người con, bố mẹ có 7 người con. Phú là lớn nhất. Dạ. Thì em kế lấy chồng, em kế đang học lớp 12 rồi. Thì lấy chồng, rồi cơm kế nữa, bỏ học đi buôn bán, rồi cho buôn bán. Bắt đầu đời sống khó khăn thì mẹ phải bươn chải ra ngoài chợ thôi. Bố thì đi học tập tại chỗ, đó khoảng tuần hay gì đó thôi. Rồi cũng không có việc làm, thì mẹ bươn chải ra, rồi các em nhỏ đầu nó giúp cho mẹ, nhất là mấy cô em gái, giúp cho mẹ buôn bán ngoài chợ, cho ông Tạ đó, rồi sau là cho bà con ai. Yeah. Cái nguyên do mà khi qua Mỹ tôi tiếp tục đi học thì cũng như mọi người lúc giờ cũng còn có, lúc giờ mới có 21, 22 tuổi thôi. À, mình thấy có cơ hội, tất nhiên là mình tới Mỹ thì phải đi học tiếng Anh trước. Yeah. Thì đầu tiên là đi học ở trường Berklee The School đó. Đó. Vô học từ lớp A, B, C, D. Rồi sau rồi trình độ đó, trình độ A, trình độ B, trình độ C, trình độ D. Rồi sau đó tháng 1 năm 1976 thì ghi danh vào đại học cộng đồng, tức là community college đó, tức là dễ cho mọi người vô. Thì đi học cũng được chính phủ trợ cấp, rồi vô đó học thêm lớp ESL. Toán thì căn bản mình có nhiều một chút,
Thì học xong rồi vài lớp toán căn bản đi làm kèm trả, tức là đi ở Mỹ gọi là đi làm tutor đó. Cái đó là cơ hội để mình nói tiếng Anh, tập nói tiếng Anh thường xuyên hơn. Dạ, tại vì cái nội dung toán thì mình biết rồi, giải toán đại số, phương trình bậc hai, giải toán lượng giác, mọi thứ mình biết dễ, trong đầu mình biết giải. Thì giờ là mình bắt đầu mình có một số vốn liếng về tiếng Anh, bắt đầu mình phải vận dụng nhiều hơn. Và cách tập nói, khi mình giúp một em nào hay là một bạn nó giảng bài nào thì phải vận động tiếng nói, một cách mình học thêm tiếng Anh cho lẹ, học nói. Rồi thì thấy gặp những thầy giáo, cô giáo, cố vấn thấy mình học khá và nộp đơn, các nộp đơn xin vào Berkeley, xin chuyển trường. Rồi khi đó họ nhận, lúc đầu họ không nhận cơ. Thành chuyển qua là năm thứ ba, họ bảo anh không có một ngoại ngữ. Nếu mà mình chuyển từ năm thứ ba phải có một ngoại ngữ. Cái mình viết thư theo lời cố vấn của các vị giáo sư của mình viết thư khiếu nại bảo tôi qua Mỹ thì giờ tiếng Anh coi đối tôi là chính. Có lẽ nhìn có thể mình vẫn còn kém về cái đó một phần nào đó, nhưng mà mình đặt câu hỏi với nhà trường hỏi vậy chứ tiếng Việt của tôi có được cho là ngoại ngữ không, hỏi thẳng tiếng Việt. Cái nhà trường gửi giấy về bảo được, tôi coi đó là ngoại ngữ nhưng mà anh phải đi thi. Cái họ gửi giấy đi thi rồi vô trường đại học Berkeley đó. Tôi nhớ cái bài thi của họ như vậy, họ lấy từ trong, về sau thì tôi mới biết thôi, nhưng lúc đó không biết bài đó tôi lấy từ đâu, lấy từ tạp chí Văn gì đó, cái bài nhân cái sự kiện là triết gia Albert Camus từ trần đó, họ viết một bài khoảng chừng 3-4 trang gì đó, cái họ cứ bôi đi từ vựng đó, họ bôi khoảng 100 từ, mình đọc rồi cái điền như vậy, họ chấm xong họ bảo chứng nhận anh là người gọi là native Vietnamese đó. và nếu mà trường có chứng chỉ Việt học cái gì đó thì tôi chỉ phải học thêm một số lớp là có thể chứng chỉ đó. Đó thì là họ nhận, tức là đó, họ coi tiếng Việt là ngoại ngữ, tức là tôi đủ điều kiện là có ngoại ngữ đây để họ nhận vào. Thì dĩ nhiên là cái mình vẫn còn trẻ, cái trí đi học thì như nhiều người Việt Nam mình cũng thích đi học cho nó có một số kiến thức. Cái món quà đầu tiên tôi gửi là như vậy. Về sau đó những năm 77-78 không bị khoảng đầu năm bắt đầu gửi những thùng đồ được á thì là khác, nhưng khu mới đó thì có một ông người Pháp cũng quen một gia đình trong giáo xứ bảo trợ tôi đó, ông bảo sắp đi công tác Việt Nam, gia đình ông quen người Pháp đi công tác Việt Nam, thì tôi mới nhắn gia đình, nhắn bảo gửi $100 về cho bố mẹ. Tôi nghĩ lúc đó khoảng 1976 hồi đó, vâng đó, mà ông là người làm cho cơ quan Caritas, cơ quan cứu tế, cơ quan cứu trợ công giáo đó. Thì ông về ông ở khách sạn Caravan, cho người nhắn tới nhà mà nhà không dám lên tiếp xúc, tại vì tiếp xúc với người nước ngoài là có vấn đề. Vì vậy ông mang tiền ông trả lại cho mình, dạ, không, nhà không nhận, không dám lên nhận đó. Cho tới khi mà có những chính sách mà cho gửi những thùng đồ đó thì nhà cũng không có hẳn là nhận thẳng từ nhà nữa, để nhờ địa chỉ ở mấy người quen sau đó rồi mới gửi về đó, dần dần thì mới gửi thẳng về nhà. À, những vấn đề mà gửi những thùng đồ về như là trong bài hát của Việt Dũng thì chúng ta đã nghe quen thuộc, đó là những cái thứ mà mình gửi về cho gia đình, bánh kẹo, vải vóc, xà bông, kem đánh răng, thuốc men, thứ năm đó thì có giúp gia đình, vừa đi học vừa làm, một năm gửi khoảng 2 lần mỗi lần thùng. Đó. Những khó khăn trong bước đầu đó, thì lẽ như là khi đi học trường học ESL đó, thì trường Berkeley School là trường miễn phí rồi. À, nhưng mà khi biết vào hệ thống đại học của Mỹ đó, thì mình xin vô, thí dụ xin đầu tiên vào trường Community College đó, thì mình biết là có xin được trợ cấp tài chính, Financial Aid. Yeah. Họ cho cả cái thẻ ăn trưa nữa. Yeah, có từng thẻ mà, cứ lên nó ăn không miễn phí. Rồi tiền học thì thời đó học Community thì không phải đóng tiền. Bây giờ là 46 đồng unit chứ hồi đó là free hết. Yeah. Rồi có thẻ ăn trưa nữa, rồi có work study nữa, đó, tôi làm tutor là có work study, à, họ cho, rồi họ cung cấp cho một số tiền nữa, rồi đó là vấn đề, nói đúng thì nghĩ lại thì đi học thì đó không phải lo vấn đề tài chính, mình nghèo, tức lại, đấy, họ chính phủ trợ cấp rất là nhiều, à, lên trên đại học 4 năm cũng vậy, không phải lo đó, đấy như là bây giờ vấn đề khi lên đại học Berkeley đó thì vấn đề khó khăn nhất là cái nội dung chương trình có nhiều môn khó,
học nhiều khi bị ép cũng có, nên là không biết là phải học lại lần thứ hai, may ra mới được pass lớp đó, tại cái lớp và cái điều kiện để cho cái văn bằng của mình, nếu mà không pass không được. Thí dụ học organic chemistry là hóa hữu cơ, rất là nhức đầu. Rồi khi mà phải học biochemistry nữa, rất là khó, nhưng mà mình cũng cố gắng học cái lớp đó là tôi bị ép á, cố gắng lần thứ hai thì qua được tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đó thì trong thời gian ở trường tôi làm phòng thí nghiệm rồi, tức là làm giúp các thầy đó, nhưng mà khi mình tốt nghiệp xong mình nghĩ bây giờ thôi mình cũng có một số kiến thức rồi, và nước Mỹ mình thấy họ giúp mình 8 năm, từ 75 tới 83 là 8 năm, mình nhận được nhiều sự giúp đỡ lắm. Mình muốn đáp trả lại cái mình không thể nghĩ là mình một người Việt Nam qua Mỹ mấy năm mà học một trường đại học khá nổi tiếng nữa. Lúc mà tôi nhận vào trường, giáo sư không ai tin hết. Nhiều người không có tin, mình bảo nhận Berkeley, những người Mỹ đó họ thấy càng nhiên, nhưng mà rõ ràng là được nhận. Sau mình muốn bảo thôi giờ mình muốn đền đáp nước Mỹ. Thì cái câu nói của Kennedy là từ nhỏ, từ thời Việt Nam tôi đã nghe rồi: bạn đừng hỏi Tổ quốc đã làm được gì cho bạn, mà bạn đã làm được gì cho Tổ quốc chưa. Không bao giờ tôi nghĩ sẽ hối hận mà đã đi châu Phi cả. Thứ nhất, tự nhiên cho tôi cảm tưởng như tôi trở về Việt Nam. Tôi mới bước khỏi máy bay xuống cái xứ Togo đó, Lomé đó, trời ơi nó nóng mà nhà cửa thì nghèo, mọi thứ mình thấy 8 năm mình sống ở Mỹ rồi, tự nhiên mình trở lại mình thấy gần như là mình hội nhập ngay vào cái xứ đó được, chỉ vấn đề là học tiếng Pháp thôi. Còn những bạn Mỹ nhóm hồi đó là có 45 người, cái năm 83 đó, cả 45 người thì khoảng 20 người là dạy toán, lý hóa và làm huấn luyện viên sư phạm dạy tiếng Anh. Trong nhóm tôi còn nhóm gây dạy về nông nghiệp, rồi về y tế hoặc là đạo diễn. Và nhiều người lẽ nhiên thấy mình gốc Việt Nam cũng là lạ. Họ cũng luôn hỏi câu hỏi như nhiều người hỏi là anh thấy có dễ em, có cái gì khó khăn không? Thì mình kinh nghiệm mình đã sống ở nước nghèo rồi, mình sống Việt Nam rồi đó. Có một điều đối với tôi là tôi sợ là mũi đốt, công nhận mũi đốt mình quá, người bạn khác ngồi cạnh mình tối ngồi nói chuyện này không đốt ai ấy. Ở trên đầu mình nó bay tung luôn hết, vỡ rồi cái đám mũi này. Hai tuần sau tôi bị sốt rét hai tuần sau bị sốt rét. Cái lúc giờ đang huấn luyện ở trên một thành phố cao nguyên á, huấn luyện về sư phạm với tiếng Pháp á, cách thủ đô khoảng chừng 150 cây số, khoảng 100 mai vậy. Cái thì khi mình báo cáo cho cái người lo huấn luyện, họ biết là bị sốt rét ngay, họ đưa về thủ đô, phải đưa về thủ đô. Cái ông bác sĩ bảo anh ở Việt Nam, người lớn Việt Nam mà, tôi cũng không hiểu tại sao anh bị sốt rét. Thì biết đó, thì chữa dễ lắm, uống một lô thuốc ký ninh gọi là Colocrin, thì say dần mặt mày 2-3 bữa thôi, uống nước cam vô thì là khỏe lại đó, tại vì sốt rét hay đó. Thì lúc giờ mình cũng lo nhưng mà mình nghĩ thôi, tại vì trước khi tôi tìm hiểu để gia nhập đó thì văn phòng bảo đảm lương thì lương tình nguyện thôi, nhưng mà họ bảo đảm cho mình vấn đề y tế, họ lo cho mình mọi thứ hết. Nếu có gì xảy ra từ cái răng, đúng không, răng thì bệnh thì là thì có trường hợp nó xảy ra tôi bị bệnh sốt rét đó. Là đi ăn cái món ăn gọi là fufu của họ. Cái món ăn fufu là món ăn truyền thống của xứ đó mà phải ăn bằng tay. Mình muốn hòa đồng với những người dân đó thì mình phải ăn theo cách của họ. Đã nhiên khi mình vô tiệm đó thì hoặc là thấy mình người nước ngoài đó thì họ phải luôn luôn làm mang nĩa gì ra cho mình, nĩa muống nĩa mình ăn. Còn có mình cái món fufu nó giống như là sắn của mình đó, họ giã ra, họ luộc họ giã ra rồi họ vo lại nó thì dẻo to này, rồi họ nấu cái gọi là sauce de gombo, có thể bỏ thịt gà, thịt dê, thịt bò vô, không có thịt heo hoặc cá đó. Nó giống như rau đầy mình á, nhớt lắm. Rau đầy rất là nhớt. Gan vậy mình bốc cái tay bỏ miệng ăn. Đó là cái kỷ niệm về thức ăn. Là tôi cũng học lạ lắm, tất nhiên là mình không có ngại để hội nhập vào đời sống. Và có một số bạn thì khi đó qua đó bị tiêu chảy liên tục tì. Đó là một cái trở ngại nha.
mình không biết là bao tử mình sao rồi, mình cũng quen rồi, anh không thấy chuyện đó nó không xảy ra, chỉ bị sốt rét thôi. Rồi cái kỷ niệm thứ hai đó là không có ai tin tôi là gọi là người Mỹ cả, đã nhìn nói mình nói tiếng Pháp, Jersey American đúng không? No. Em phải nói là nhưng mà mình là gốc Việt Nam đúng không? Còn người ta gọi mình là Petit Chinois không à? Người Trung Quốc nhỏ nhỏ đúng không? Đó. Thì khi mà ra đường đó, mình đi với mấy bạn da trắng thì người Togo nó hay hát cái câu này, Yo vô, yo vô, bông xoa, sa va bien, merci. Yo, cái chữ yo vô á là chỉ người da trắng không? Đó. Nhưng mà khi tôi nó không, nó hát như vậy. Nó múa tay bằng quyền. Đó, kinh nghiệm nó thấy sự khác. Đó là cái nhìn của người địa phương về người Mỹ. Và rất ít người hiểu là có người Á Châu là người Mỹ. Tất nhiên là mình là first generation rồi, không? Nhưng mà những người Á Châu họ đẻ đây lâu, họ lớn lên đây, phải không? Đó. Nhưng đó là một cái mà cũng là một kinh nghiệm mà đi đâu lên xe là cứ petition hoa mà. Cái quan tâm, cái câu mà tại sao tôi trở về vùng Đông Nam Á đó để giúp người tị nạn đó là từ những năm sinh viên tôi đã quan tâm về vấn đề thuyền nhân rồi. Dạ. Những thời gian đó anh em ở đây với UCI, anh xem UC Berkeley này, UCI và UCLA đó đã nhiều lần tổ chức văn nghệ cứu giúp thuyền nhân. Và tôi là trong ban đại diện sinh viên Berkeley đã tham gia với các bạn ở các đại học, đặc biệt là UCLA và UCI ở đây đã làm những chương trình như vậy. Và tôi nhớ lúc đó đó, những lá thơ của nhà văn Nhật Tiến đó, gửi về, viết về nạn hải tặc, những cái đọa đày mà người vượt biên đã bị xảy ra trên đường vượt biên đó. Thì tôi đã viết thư tìm cách liên lạc. Các quý vị nhớ có cha Joe Delvin ở trại Song La thời gian đó, tôi viết thư cho ngài, tôi hỏi là sinh viên có thể giúp được gì không. Tôi còn giữ lá thư ngài trả lời mà. Dạ. Đó. Thì ngài đề nghị cái nói chung là anh em bên này thì giúp được gì để lên tiếng à, về đề thuyền nhân. Rồi có những tôi cũng hỏi lúc đó hỏi giờ muốn đi có gì để qua trại giúp được không, những cơ quan á như Hồng Đập Tự, IRC, International Rescue Committee đó. Dạ. Thì họ trả lời như vậy này, họ cần những người tình nguyện có thể ngắn thời gian cũng được, 3 tháng tức là mình nói vấn đề hè đó, thì họ cần nhiều nhất là bác sĩ và y tá. Cái nhu cầu nó cần nhất lúc đó, giáo dục chưa cần. Dạ. Tại vì chỉ qua trại ở nhiều khi có mấy tháng là đi à. Dạ. Đó là cái ước nguyện của tôi cũng như nhiều bạn khác đã muốn giúp thuyền nhân. Tôi còn nhớ một câu chuyện như vậy là một cái dịp Tết năm đó, tôi nghĩ có thể Tết năm 81. Ở Berkeley, ngoài ban đại diện sinh viên ra tôi tham gia thì tôi có lập cái bút nhóm và bút nhóm ý thức. Có 5-7 anh em sinh hoạt văn chương báo chí, có xuất bản một số tập san gọi là ý thức, một số sáng tác của sinh viên đó. Thì năm đó tôi với mấy bạn tổ chức vẽ thiệp, tự làm đấy thôi, lấy giấy cắt ra rồi vẽ thiệp chúc gửi qua đó chúc Tết. Địa chỉ lấy ở đâu? Cái tờ báo, có mấy tờ báo bên này như tờ Hồn Việt, tờ Trắng Đen và nhiều nhất là tờ Việt Nam Hải Ngoại. Có đăng những địa chỉ của những người trong trại tìm người thân hay gì đó, chúng tôi cứ dựa vào đó gửi qua đó cho khoảng 100 cái thiệp vậy đó, cứ nhắm cái địa chỉ đó. Thì có một, tôi nghĩ là một bác, một chú không biết rõ, về sau chú viết thư lại, chú bảo cái thiệp của các anh là một kỷ niệm duy nhất trong đời tôi nhận được từ người nước ngoài. Rồi sao bác đi đến cười như ốc vậy bạn. Thì tức là mình nghĩ là mình làm nó an ủi họ. Nhiều người lúc đó đâu phải như bây giờ ha, có thân nhân này vượt biên không ai hết, nhưng mà chúng tôi có nhận được cái thơ đó, đọc mình thấy cũng rất là cảm động. Những người nhận được họ cũng biết ơn, là mình nhớ họ bằng cách đó lúc đó. Vậy khi mà tôi hoàn tất 2 năm dạy học ở bên Togo, bên châu Phi đó, thì tôi bảo mình còn trẻ muốn đi làm việc thêm ít thời gian nữa. Dạ. Tôi nộp đơn xin làm BBC, mình thích viết báo, làm báo. À, rồi cũng nộp đơn về bên trại tị nạn. Cái BBC kêu tôi lên thi thử, đọc giọng thử vào trong máy họ thử hết. Và bảo anh chỉ nói là chữ S với chữ X là khác nhau thôi.
cái ông phó trưởng ban đó, ông nhớ tôi vô nói chuyện thì ông hỏi tôi vậy chứ anh có liên hệ gì với Nam Định không. Nghe giọng em biết hay, bố mẹ tôi người Nam Định nhưng mà tôi sinh ra trong Nam. Mà đúng, nghe giọng có chất Nam Định, mình không hiểu giọng Nam Định hay giọng nào không biết, mà bác nói như vậy. Nhưng mà khi tôi về Mỹ lại đó, không, sau đó tôi rời Phi Châu, tôi lên châu Âu, rồi tôi về Đông Nam Á đó, cái bãi ngã đó, trước khi về lại Mỹ, thì tôi lại những văn phòng của Liên Hợp Quốc, văn phòng của người tị nạn, văn phòng tị nạn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tôi hỏi gặp một số người quen, thì họ mới cho một số, họ mới giới thiệu, họ bảo bây giờ anh muốn làm thì có chương trình như vậy, nhưng mà phải nộp đơn từ Mỹ, chứ không phải nộp đơn ngay đây, đó, thì tôi nộp đơn. Về lại Mỹ mới về được mấy bữa à, nhận được cái điện thoại bảo chúng tôi muốn phỏng vấn anh. Một cái cô đó bay từ tiểu bang Vermont qua California, San Francisco đó, ngồi nói chuyện với tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cô bảo ok, thấy anh được sẽ chuyển anh lên phòng phỏng vấn kế tiếp. Vì vậy tới tháng 1 năm 86 tôi hết dạy học ở Togo là tháng 9 năm 1985, đi chơi vòng vòng đó, về lại Mỹ với năm đó. Thì kêu phỏng vấn, rồi tháng 1 họ nói sẽ nhận, đưa anh qua bên trại tị nạn làm việc, làm teacher trainer cho một cái khối ở trong cái chương trình của Mỹ đó. Trong số hình ảnh tôi gửi cho quý vị thì có cái phần gọi là những khối, những người được Mỹ nhận phải học qua khoa Mỹ đó. Thì tôi làm trong trường huấn luyện giáo chức ở trong cái khối đó. Thì gửi qua Ga Lăng. Cái nhóm đi năm đó tôi có 4 người, anh em vẫn bây giờ còn một người vẫn giữ liên lạc nhau, thân nhau lắm, tình cảm gặp nhau ở đây. Sinh hoạt trong trại tị nạn Ga Lăng thì tôi tới là một nhân viên coi như là của chính phủ Mỹ, của Bộ Ngoại giao lo về chương trình cho người tị nạn đã được Mỹ nhận. Thì Ga Lăng nó có 2 trại, trại 1 là những người mới tới. Rồi sau khi được phỏng vấn, được phái đoàn phỏng vấn, được nhận đó, thì qua trại 2 qua học ESL hoặc học CO, tức là Cultural Orientation, hoặc là WO, tôi làm việc cho phòng WO, tức là Work Orientation, tức là hướng dẫn họ về cách làm việc bên Mỹ đó. Thì những người được nhận vào đó thì tương đối họ biết tương lai của mình rồi, họ biết là sẽ được đi Mỹ. Nhưng mà những người khác họ chưa được nhận thì luôn luôn họ cũng hỏi tôi những buổi đi ra uống cà phê, họ có rất nhiều câu hỏi, kể cả những người đã được Mỹ nhận, chẳng hạn như hỏi qua đó thì đời sống làm sao. Thì mình nói thật, tại vì có một số thông tin nó không có trung thực thời đó mà gửi đến bên trại hoặc là gửi đến Việt Nam á, là có lẽ như là vấn đề chẳng hạn như là mình nghèo, mình mới qua chính phủ trợ cấp, cái là cái chính sách bình thường của xã hội Mỹ người ạ. Rồi có những chú, những bác hỏi chứ với những người chẳng hạn như là quân nhân đó, qua thì lãnh gọi là cái gì đó, lãnh tiền truy ngược lại đó, bao nhiêu năm phục vụ đó. Và cái đó không có. Mình nói thẳng họ vậy. Nhưng mà mình nói thẳng thôi, để họ chuẩn bị. Thì ngoài những vấn đề chuyên môn trong lúc làm việc, cái nghề của mình là làm huấn luyện giáo chức đó, thì những buổi tối đi gặp chơi với lại các tiếp xúc người tị nạn, mình nghe nhiều câu chuyện lắm, rất là tặc vượt biên. Mình thấy nghĩ sao người mình khổ quá, sống sót được là may, chứ nghe nhiều câu chuyện chết chứ vượt biên không nhiều khi không cần nước mắt. Mình thấy bao nhiêu người, trong khi đó cũng có những người em mà mình cũng đã quyết định đi vượt biên rồi, bị bắt, bị tù. Mình cũng lo sợ cho các em lắm. Mình rồi, em phải bảo Thiên Chúa, em về thôi. Chứ anh em bảo, biết đâu, gia đình mình có người như vậy. Mình không phải là cái phòng xã hội, không được nói chuyện trực tiếp, nhưng mà có người lo về xã hội, biết chuyện đó. Nhưng mà có một lần đó là hồi đó không biết quý vị có nhớ là tạp chí Parade thì phải, hay là tạp chí gì, tức là báo bên Mỹ đó, nó vào thứ bảy đó có một cái
cái tập san riêng về Hải Trạc khi đó nó đưa lên. Và tiếp xúc với nhân viên xã hội đó, thì mình không tiếp xúc thẳng những nạn nhân đó, tại vì không phải việc của mình, nhưng mà nhân viên xã hội nói mình thì mình có thấy là họ có coi vụ sự bắt Hải Trạc lúc đó và muốn đi tìm một vài cái nhân chứng hay chứng tích gì đó. Vậy tôi với anh bạn lên Songkla. Songkla là chỗ mà rất là nhiều người, nhiều cái tàu đó, hải tặc đó, thì đi vòng vòng cái bãi biển đó, thấy tàu đánh cá vô đó, người chụp một ít hình. Thì cảnh sát hay là người đó họ biết cái gần như họ rượt đuổi mình đó, mình phải chạy về văn phòng. Mình cũng thấy hơi nguy hiểm để tính mạng lúc đó. Đó là vấn đề mà liên quan đến hải tặc mà tôi biết được. Tôi thì khi trở lại chạy đi nạn đó, thì phải nói là một điều khá may mắn là chạy Ga Lăng đầu tiên. Những năm sau đi công tác các trại hết thì tôi thấy chạy Ga Lăng nó giống như một cái làng Việt Nam thời xưa. Em về đó mình thấy mấy làng nghèo đó, nhưng mà đời sống có một cái điều là mình gặp họ, mình có nhiều người họ không có thể có ai nói chuyện đó. Nhiều khi mình ngồi mình nghe, mình lắng nghe câu chuyện họ, những câu chuyện Việt Biên mà vừa xong cho tôi rất nhiều xúc động á. À, những câu chuyện đó mình thấy mình ít nhất mình chia sẻ với họ cái nỗi đau đó, có lẽ họ hiểu. Đó. Tôi cũng khóc như vậy à, nhớ kể rồi, rất là xúc động. Biết là rồi đó, như tôi kể chuyện là thầy sinh viên đó, mấy người sinh viên mình cũng nói là mình cũng lên tiếng. Vấn thuyền nhân, vấn đề hải tặc có làm chuyện đó, nên có thể họ cũng cảm thấy là ấm yên lòng một xíu. Đó là điều mà tôi nhớ. Có một cái nữa mà cũng làm tôi xúc động là bên Phi Luật Tân. Một lần tôi đi công tác đó, tới vào phòng cao ủy, thì khi mà bất cứ tới nữa là công tác đó, tôi phải trình diện văn phòng cao ủy trước. Thì họ đưa cho con một tập hình. Cái tập hình đó, trong đó có mấy tấm hình, khoảng chừng 4-5 tấm đó. Những cái xác người đó, chết khô trên đảo san hô đó. Nó đỏ đỏ, chỉ có xương thôi. Mình nghe, mình thấy chết đói làm sao chứ. Cái này chết đói rất khác. Dĩ nhiên tôi không được chứng kiến cái đó, nhưng mà những cái hình để lại chỉ có tham cao ủy mới có thôi, không có phổ biến ở ngoài. Nó thấy người mới chết hoàn cảnh như vậy, mình biết đau khổ thế nào. Tới năm 1987 thì chương trình khóa Mỹ là hết ở đó, những người được Mỹ nhận sẽ chuyển qua trại Batan bên Phi Luật Tân. Thì văn phòng mới bảo, văn phòng cao ủy phía Mỹ hết, văn phòng cao ủy bảo tôi thấy anh có khả năng vì có việc này thì anh có muốn làm hay không, hỏi việc gì. Anh bảo bây giờ đó, tại vì càng ngày đó cái mức nhận người tị nạn các nước nó càng chậm đi, vì vậy những người vượt biển tới trại tị nạn đó sẽ ở lâu hơn, và ở lâu hơn đó thì mình phải có những chương trình giáo dục phổ thông cho các em nhỏ, quan trọng nhất là em từ 7-8 tuổi cho tới 13-14 á, tại vì nó sẽ ở lâu, mình không muốn nó bị hụt hẫng hoặc là mất cái sự giáo dục trong cái lứa tuổi của các em. Thì văn phòng ấy nói tôi sẽ làm gọi là regional educational consultant, tức là tham vấn về giáo dục cho cao ủy tị nạn. Người boss là ở Thụy Sĩ, ở Geneva. Thì văn phòng gửi tôi lên Thái Lan, tại vì ở Bangkok á, là trụ sở tất cả những người về regional, về social service này, về y tế này, về xã hội, về y tế, về giáo dục nữa, là chính là phải nằm ở Thái Lan. Tại nằm ở đó bay lên bay xuống các nước á, nó gần nhau. Thì văn phòng bảo cứ chờ đi, lúc tôi rời Ga Lăng á, đi xe lửa lên thì các bạn chờ để cho quyết định cuối cùng. Thì lẽ nhiên khi tôi đồng ý nhận việc thì họ sẽ làm xin giấy phép làm việc ở, chứ không phải là du lịch, làm việc ở đó. Thì Bộ Nội vụ Thái Lan từ chối không cho tôi ở Thái Lan. Họ nói lý do tôi người gốc Việt. Mà mặc dù có quốc tịch Mỹ nha, thì văn phòng cũng lịch sự thôi, và thôi họ không muốn thì đưa để lên chỗ khác. Thì tôi đó, tôi duy nhất lên Hồng Kông, chứ không phải, chứ chính là phải ở Bangkok. Thì tôi lên Hồng Kông.
soạn một cái curriculum, rồi kiếm những tài liệu giáo khoa, không? Rồi soạn giáo án cho các, rồi cứ vậy, cứ ở Hồng Kông 2 tháng, đi các trại 1 tháng, cứ từ Hồng Kông xuống Singapore, không xuống Singapore, Singapore không cần huấn luyện, nhưng phải xuống Singapore rồi mới vô Ga Lăng, ha. Ga Lăng rồi lên Phanatdikom, rồi vô Prabidong, lên Palawan, đó, cứ vậy. Mỗi trại ở khoảng 2-3 ngày tuần gì đó, tất cả tài liệu mang xuống để huấn luyện cho những người giáo chức. Những thường thường đó là cái hiệu trưởng trường đó là có thể là một người địa phương, người Phi hoặc là người Indonesia, hoặc có thể là người Mỹ nữa, hoặc là người Anh như bên Hồng Kông chẳng hạn. Thì tôi chuẩn bị tất cả 2 cái chính, 3 cái chứ, là tiếng Việt, khoa học và toán cho các lớp em, từ khoảng, nói chung nếu mà cái cấp lớp thì từ lớp 1 tới lớp 6 gì đó, để các em tiếp tục học, trong trại tiếp tục học cho tới lúc đi định cư. Có thể các em có thể ở 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm không biết, thì thời gian đó các em vẫn được gọi là có một xíu gọi là informal một xíu, là huấn được hấp thụ giáo dục một cách bình thường. Nên tôi đi cứ vậy đi các trại. Về những cái giá trị tinh thần mà mình cảm thấy trong thời gian làm việc về giáo dục bên trại đó, nhất là về giáo dục phổ thông với các em nhỏ đó, mình thấy mình nhìn lại mình thấy lẽ nhiên các em biết đọc, biết viết, biết làm toán theo một cái trình độ mà cũng khá gần với cái lứa tuổi các em. Nhưng mà ngoài ra trong cái ban giám hiệu hoặc là ban giám đốc những cái trường phổ thông đó, có những cái sinh hoạt như là văn nghệ, mình thấy đó là điều mà mình thấy nó vui, rất là vui. Các em làm bích báo nữa, mình thấy đó, đó là cái mà những cái mà có thể Mỹ họ không có truyền cho học sinh Mỹ nhiều cái chuyện như vậy. À, nhưng mà đối với tinh thần Việt Nam, mình học từ nhỏ, rồi bây giờ mình học sư phạm bên Mỹ nữa, thì cộng lại là những cái mà các em đã làm ra, như quý vị sẽ thấy trong một số hình đó, là có những tờ viết báo, hoặc những từ chương trình văn nghệ, và các em làm trong buổi lễ phát thưởng đó, mình thấy rất là cảm động. Lý do tôi thực hiện được một số cuộc phỏng vấn là tự nhiên mình không biết sao có một cái đam mê thích làm báo. Phỏng vấn là một hình thức là báo chí. Thì hồi ở Việt Nam tôi đã làm bích báo rồi, bích báo cho trường Thánh Tâm, bích báo cho trường Nguyễn Bá Tòng. Thì qua Mỹ đó, lúc bây giờ như vậy tôi mới lại chú ý đến vấn đề báo chí này. Cộng đồng mình thì ở rời rạc nhau, báo chí thì ít, một tháng thì khiếu ràn lần. Thì tôi sinh hoạt với em sinh viên, rồi lập ra bốn nhóm ý thức đó, là anh em đi tham gia các sinh hoạt, từ ra mắt hội sinh viên, từ sinh hoạt lễ giỗ tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, 30 tháng 4 hoặc là ngày quốc tế nhân quyền. Mình thấy có những sinh hoạt cộng đồng mà không ai để ý, không biết. Vậy chúng tôi mới làm việc chung với nhau để viết những bản tin. Đó đầu tiên, viết những bản tin phổ biến, các báo ở dưới Nam cái gì cũng có đăng nhiều lắm. Báo Việt Nam Tự Do của ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi hồi xưa, báo Trắng Đen của ông Tô Văn, Nguyễn Đình Phương, báo Thức Tỉnh của ông Tô Văn, báo Việt Nam Hải Ngoại của luật sư Đinh Ngạch Bích. Nhưng đó là những cái tôi nhớ, là tại vì tháng mới ra báo một lần thôi, và mình muốn phổ biến những tin đó để cho nhiều người biết. Hồi đó không có TV, không có đài gì đâu, chỉ có báo, và báo tháng mới ra lần này, vậy để cho người Việt ở nhiều nơi khác biết. Đó là lý do tôi có cái óc cũng thích tính đam mê, thích nhiều những cái duyên đó để viết báo. Và tôi có sinh hoạt với nhóm gọi là Ân Xá Quốc tế, Amnesty International Campus Network, cái nhóm ngay trong đảo Berkeley đó. Thì cái bà Laura Hironaka là trưởng nhóm, tôi ở trong cái đảo xá gần bà ấy, rồi không biết cơ duyên nào đó có người giới thiệu, và có anh Phú Bùi ở trong đảo xá bà tiếp xúc. Rồi bà muốn hỏi tin tức về những chuyện gì xảy ra ở Việt Nam, mình là người Việt Nam nữa đó, thì đi họp với bà tiếp xúc nhiều, và qua những lá thư bên nhà, qua những tin tức tiếng Việt mình biết được đó, thì nói lại cho bà ấy biết để bà ấy tường trình về Ân Xá Quốc tế. Thì cái nhóm đó cũng biết về, quan tâm đến Việt Nam, thì có mời như là bác sĩ Trần Xuân Ninh, bác sĩ Nhi đó, rồi Nhi Khoa này sau vượt biên đó, nói chuyện nhà văn Nguyễn Hữu Hiệu, người ở vượt biên, hay là ông Đoàn Văn Toại đó, lãnh tụ sinh viên hồi xưa đó, tới Berkeley nói chuyện đó. Thì cái nhóm
Amnesty International Network ấy, Campus Network ấy, thì mới tổ chức những cái vấn đề, đưa lên vấn đề về thuyền nhân lên. À, thì có mời John Baez tới. Thì hai dịp đó đầu tiên tôi phỏng vấn ông bác sĩ Trần Xuân Ninh và ca sĩ John Baez khi họ tới đó, nhà tới Đại học Berkeley đó, nói chuyện. Đó là những cái cuộc phỏng vấn đầu tiên. À, rồi nữa nhân tôi đã phỏng vấn cha Joe Darwin bằng thơ mà. Đã, đó là những cái điều phỏng vấn cha Joe Darwin là để mình muốn lên tiếng về những khó khăn của người vượt biên. Thì cha là người làm việc trong trại Song Cla nhiều năm, cha biết, cha kể cho. Cái ngày cha qua đời đó, tôi nhớ vào ngày lễ cho thì phải. Tôi có viết bài về cha, hình như tôi đăng lại bài phỏng vấn đó, nếu kiếm ra tôi sẽ cho quý vị. Dạ. Đó. Đó. Rồi khi mà vào trại tị nạn thì biết là có bà Bùi Tuyết Hồng vào thăm. Dạ. Thì những cái lá thơ mà quý vị thấy, cái thơ tôi còn giữ mời đó, thì tôi tiếp xúc với bà. À, những cái hình tôi chụp trong trại nữa cũng gửi tặng bà, những hình rất đẹp về các em đó, tôi gửi tặng bà mà đóng khung đàng hoàng gửi tặng bà. Thì bà là người rất là quan tâm tới những cái sự khó khăn của người Việt, và đi và giúp trong trại tiếng Anh, tại vì bà là vợ của ông đại sứ Hà Lan tại Indonesia, và quan hệ giữa Hà Lan và Indonesia nó rất là mạnh, và cũng có tiếng nói. Rồi như vụ mà bà can thiệp 19 người hải tặc chống hải tặc bên Thái Lan đó, là những cái quan tâm của bà mà tôi biết được, nên thì có cơ hội thì tôi sẽ phỏng vấn để cho phổ biến trên báo để nhiều người biết hơn. Và tới nay tôi nghĩ như quý vị đã biết thì đó là cũng nhờ mình góp một phần nhỏ để cái tiếng nói đó được phổ biến rộng rãi hơn ra ngoài, để cho mọi người biết thêm về những cái khó khăn của thuyền nhân trong giai đoạn đó. Cái cơ hội để cho tôi tiếp xúc với ca sĩ John Baez á, là từ khi cô đưa ra một cái lá thơ đầu tiên phổ biến trên 5-6 tờ báo lớn ở nước Mỹ đó, như LA Times có này, San Francisco Chronicle, New York Times gì đó, thì quan tâm đến vấn đề tù chính trị ở Việt Nam, những người bị bắt giam sau 75 đó, để họ được cải tạo. Thì tôi là người đã từng in lại lá thơ đó phổ biến cho cái trong giới sinh viên nhiều lắm, để xin chữ ký tiếp. Rồi sau đó qua hội ân xá quốc tế là tôi có dịp tiếp xúc với cô, nên khi cô tới Đại học Berkeley nói chuyện về vấn đề thảm cảnh thuyền nhân á, nó đúng về thảm cảnh tị nạn nói chung, người Campuchia, người Việt Nam, người Lào, người Đông Dương á, thì mới có cơ hội. Thì bà Laura Hirotaka giới thiệu, bảo anh phải bài rất là thân với tôi, thân tới nhiều năm sau này nữa, bà ấy qua đời rồi, biết tôi làm cái gì thì cô có cho phỏng vấn, nó nói lúc đó. Cái ảnh hưởng của những cái lá thơ mà ca sĩ John Baez đã khởi xướng đó, với lại khoảng 100 chữ ký những nhân vật có tiếng ở bên Mỹ đó, là tạo cho, phải nhớ là cô là một ca sĩ phản chiến hồi xưa, đã từng tới Hà Nội sau cái chiến dịch thả bom năm 1972 đó. Nhưng mà khi mà cô ấy đã nhìn ra vấn đề sau vẫn đang có những cái trại giam người là không xét xử như vậy đó, là tù cải tạo đó, thì cô lên tiếng. Thì những nó ảnh hưởng lớn lắm, tại vì cô ấy là người ca sĩ nổi tiếng, hồi xưa đã rất là chống chiến tranh, bây giờ hết chiến tranh rồi, cô ấy lại nhìn thấy cái thực tế Việt Nam như vậy, cô lên tiếng, nên chính phủ Cộng sản Việt Nam không có thích viết thơ phản đối, lên tiếng, kêu cả Trịnh Công Sơn lên tiếng. Tôi nhớ hai nhân vật lên tiếng phản đối là Lưu Quý Kỳ, Lưu Quý Kỳ viết trên báo như Đại Đoàn Kết gì đó, rồi Trịnh Công Sơn có viết phản tiếng. Phản đối cô ấy, cái ảnh hưởng nó quan trọng để thế giới biết là sau 30 tháng 4 năm 1975 Việt Nam đâu có phải là có nhân quyền gì đâu, bao nhiêu người, cả trăm ngàn người, cả vài trăm ngàn người còn bị giam trong các học trại học tập cải tạo mà không được xét xử. Về vấn đề tranh đấu cho thuyền nhân của ca sĩ John Baez hay là của bà đại sứ Bùi Tuyết Hồng, thì như quý vị thấy, cái lá thơ đầu tiên là nói về cái chế độ mới ở Việt Nam, chế độ Cộng sản đã giam bao nhiêu người như vậy. Rồi sau đó, sau một chuyến đi thăm các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan, thì cô ấy về bắt đầu cô lên tiếng nhiều hơn để kêu gọi thế giới giúp cho thuyền nhân. Chính vì sự lên tiếng của cô ca sĩ John Baez đó, là ông Tổng thống Carter đó đã tăng cái số người nhận một tháng khoảng 10.000 người
tị nạn. Đó, là nhờ tiếng nói của cô ấy, nghĩa là tiếng nói mạnh mẽ nhất đó, đã có nhiều người khác nhưng mà tiếng nói của cô ấy ảnh hưởng. Dạ. Cái cô ấy từng có một buổi sinh hoạt ủng hộ thuyền nhân đó, mà một anh bạn của tôi ở trường đại học Berkeley đó có tham gia ở bên DC. Anh về còn tặng tôi một cái bức chương mà có chữ I support both people, hình hai ba em bé thì vẫn còn chữ cái đó. Đó thì là sau cái buổi hình như là hòa nhạc á, ca hát của cô ấy đó, là tổng thống Jimmy Carter đó, đã vận động quốc hội và quyết định một tháng nhận 10.000 người vượt biển Việt Nam. Đó. Còn ba đại sứ Bùi Tuyết Hồng thì là bà là một người sống ở vùng Đông Nam Á nhiều năm, bà ấy có tiếng nói và có cơ hội thẩm quyền, bà ấy đến bà ấy giúp, thì đó là một sự an ủi rất lớn cho những người còn sống trong trại, rất là những người gặp khó khăn không thân nhân đó. Dạ. Như chúng ta biết, nếu vượt biên có thân nhân thì người này có thể gửi qua $100, $50 sống tạm qua ngày. Có những người không ai hết, ăn uống nhiều khi thiếu thốn, thiếu quần áo mặc, thì những giúp đỡ của bà rất là được trân quý. Bà tới để chia sẻ với đồng bào, rồi lẽ nhiên bà cũng kêu gọi như bác sĩ Hồ Tấn Phước ở Texas đó, vào thăm, rồi những ai mà có thể quyên góp được một số tiền thì qua bà Bùi Tuyết Hồng thì bà có thể đưa vào trại để làm những công tác ủy lạo cho những người đồng bào thiếu thốn trong đó. Ngoài những người ngoại quốc đã tranh đấu giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam, thì khi tôi về lại Mỹ, chính tôi cũng tiếp tục tham gia những cái chương trình xuống đường biểu tình, kêu gọi Liên Hợp Quốc đêm đốt nến, ít nhất là ở trên vùng Bắc California. Nhưng mà tôi biết, theo dõi tin tức thì nhiều nơi đều cũng lên tiếng, là những người đi trước đó như tôi đều và đã có thêm kinh nghiệm, đã từng làm việc trại tị nạn nữa, đều muốn lên tiếng. Chúng ta lên tiếng và tổ chức những cuộc biểu tình tuyệt thực, hoặc là viết thư, viết kiến nghị gửi lên các lãnh đạo các quốc gia hoặc là Liên Hợp Quốc, thì đó cũng là những cái tiếng nói để giúp họ quan tâm hơn về vấn đề thuyền nhân. Chúng ta có lên tiếng như vậy không? Đã. Bây giờ mình nói về vấn đề tại sao tôi viết, thì nó là như một cái duyên. Nhiều người nghĩ tưởng là viết có tiền nhiều lắm, nhất là những người Việt Nam mới qua thấy đọc bài nhiều không viết là gần như là không có một vài nơi cho nhận bút, một vài chục phần trăm thôi, uống cà phê thôi, mà thường thường không có. Tôi viết thứ nhất có thể là trước tiên đó là mình muốn diễn tả một cái đó gần như là một cái thứ tự do đó, tự do tư tưởng, tự do phát biểu, và những vấn đề tôi quan tâm, vấn đề Việt Nam, cả vấn đề nước Mỹ đó, chính trị nước Mỹ. Nhưng mà tôi vẫn thích nhất viết là viết về hồi xưa làm việc bên trại tị nạn Đông Nam Á. Tôi viết một cái loạt bài gọi là Lá Thư Đông Nam Á. Tôi ký dưới một cái bút hiệu khác thôi, tại vì tôi không muốn những chính phủ địa phương đó họ biết là mình là người viết, nhiều khi nó có những đụng chạm về ngoại giao, mình không muốn tạo cái căng thẳng đó. Mình ký cái bút hiệu là Trần Quốc Khánh. Hay chừng chục bài đó, hay hơn. Có nhiều câu chuyện tôi kể về đời sống trong trại mà. Có dịp sẽ phổ biến, hồi xưa chỉ có báo in thôi, năm thập niên 80 thì có báo in. Nhưng mà để cho mọi người biết, cũng là một hình thức để cho mọi người biết về cái sinh hoạt chính trong các trại tị nạn như thế nào, để mọi người quan tâm. Cái về sau tôi được đi nhiều nơi, rồi mình rất là thích về văn hóa và lịch sử nữa, nên viết gọi là ký sự du lịch, đó là cái mảng tôi thích viết nhất. Để cho mọi người hiểu, biết thêm, mình biết vui vui thôi, người đọc chứ không có gì căng thẳng. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có tranh luận. Nếu quý vị nhớ, tôi tranh luận với ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ mà. Tranh luận như năm 92 đó, nói về vấn đề chính trị Việt Nam, bang giao Việt Mỹ. Hồi khi tôi đi học, vấn đề mà muốn duy trì tiếng Việt á, tôi thấy nó có một cái duyên. Thứ nhất là mình cũng sành sỏi tiếng Việt rồi chứ không phải không. Năm thứ hai đại học Việt Nam rồi. Thì viết lách đối với tôi thì tiếng Việt đã nhiên là tiếng mẹ đẻ rồi, nó trôi chảy hơn. Có một thời gian tôi viết một số bài bình luận cho một số báo Mỹ bằng tiếng Anh. Nhưng mà rồi họ ít quan tâm đến Việt Nam nữa nên mình không viết nữa. Nhưng mà cái gọi là
viết cái dòng tư tưởng mình mà để nó chảy ra lẹ nhất đó, thì viết bằng tiếng Việt đó. Thì nhiều khi mình đang lái xe nghĩ hai ba đoạn về một cái chủ đề gì đó mình ghi nhớ đó, cái về nhà nhiều khi một bài tôi viết, nếu mà đã có chủ đề và biết viết đó, thì là trong vòng chừng 4 tiếng hồ xong, trong khoảng khoảng 1.000 tới 1.200 từ hai ngàn rưỡi. Dạ. Thì nói đúng thì mình học tiếng Việt sành sỏi từ lâu rồi. Bây giờ có một số, nhiều khi tôi viết bài có một số bạn có thể xin sau để mượn sau này đó, tranh luận về những cái từ tôi xài đó. Thì nhiều khi từ mình xài học thời Việt Nam Cộng Hòa, rồi các bạn học trong những thời gian đất nước sau này đó, thì họ nói nọ kia, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi. Dạ. Có thể nó không có hợp hay sao tôi không biết, nhưng mà dạ. Có lúc tôi thấy những cái từ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người miền Bắc á, là khi làm việc trên trại tị nạn Hồng Kông, vào cái trại của riêng miền Bắc á, họ nghe nói họ bảo anh là Bắc Nam Tư phải không? Chứ vậy, họ nghe mình nói giọng lên huấn luyện gì đó hay nói chuyện đó, bảo anh Bắc Nam Tư phải không? Dạ, họ hỏi thẳng câu đó. Dạ, nó có sự khác biệt một xíu, nhưng mà dạ, tiếng Việt mình là nếu mà để muốn diễn tả thì là lẹ nhất và trung thực nhất thì nên xài tiếng Việt. Dạ. Để tự hào về người Việt Nam thì chúng ta luôn luôn, thứ nhất chúng ta sống ở xứ sở đa chủng, đa văn hóa này, thì mỗi người tới đất nước này đều mang theo một cái vẻ đẹp gì đó để đóng góp. Thì tôi thấy trong các sinh hoạt văn hóa Việt Nam chúng ta cần phải duy trì. Tôi thấy tôi đã từng giúp các một số trường Việt ngữ trên đó dạy tiếng Việt. Đó là một cách thứ nhất là chúng ta nên hoặc là cần thiết phải học tiếng Việt, coi như một ngoại ngữ, bây giờ nhiều trường chấp nhận là ngoại ngữ rồi, để duy trì cái sự liên hệ giữa con cái, con cháu, cháu với ông bà, con cái với cha mẹ. Cái đó là điều rất là tốt. Chúng ta không thể chối bỏ nguồn gốc của chúng ta được. Cuộc chiến tranh có những tranh luận, có điều xấu, điều tốt, có chết chóc, nhưng cái đó là chiến tranh là khác. Nhưng mà trong mỗi con người Việt Nam có một cái tinh thần văn hóa, là nề nếp gia đình là có, chúng ta tôi nghĩ là nên duy trì cái đó. Không có phải nhất thiết như là nó khắt khe như những cái quan niệm về nho giáo thời xưa Việt Nam, nhưng mà chúng ta nên cởi mở ra, thí dụ như là đối thoại, nói chuyện với con cái, với cha mẹ con cái. Có lần tôi làm show, talk show đó, mời các em lên, học sinh lên nói chuyện. Họ đặt vấn đề là không có sự chia sẻ với cha mẹ. Đó là điều tôi nghĩ là nó thiếu sót. Nếu mà gia đình chưa có thì nên cái đó. Cái đó là cái nét của văn hóa phương Tây. Thì trong cái gia đình Việt Nam, mình có nghĩa, tôi nghĩ là cái quan hệ nó gần gũi hơn là với giữa cha mẹ và con cái. Có thể ông bà với các cháu hơn là quan niệm của phương Tây. Đó là cái nét đẹp. Và những nét văn hóa như những điệu vũ, những bài nhạc thì là chúng ta tập cho các cháu múa vũ từ nhỏ. Đó là một cách duy trì. Mà một cách nhìn về quan điểm giáo dục đó, thì đó là giúp cho các em phát triển về nhiều mặt. Biết một ngôn ngữ là mở ra một thế giới mới. Và biết thêm văn hóa nữa là cái điều tốt thôi. Cái điều mà tôi thấy tâm đắc và muốn chia sẻ với các bạn trẻ đó là, thứ nhất, mình đi học trường, mình học cái gì, hoặc là không, mình học để tạo cho mình một cái mới kiến thức căn bản, rồi ra đời mình làm nó, mình phải chọn gì mình thích thì mình mới vui được. Thành công thì chưa biết, nhưng mà mình cái việc mình thích nó sẽ không có, nó sẽ ở với mình lâu dài lắm. Tôi muốn nói với các bạn trẻ về vấn đề gọi là cái tinh thần thiện nguyện phục vụ xã hội đó. Thì ở đâu cũng có những cái nhu cầu, nước giàu, nước nghèo cũng đều có những cái vấn đề xã hội. Thì nếu chúng ta có một cái thích thú để làm chuyện đó thì có rất nhiều cơ hội. Chúng ta luôn mở, thời sinh viên đó, hoặc là thời trẻ, mình có nhiều khi có nhiệt huyết lắm để mình muốn làm chuyện đó, thì nên mở lòng ra hoặc là giúp tay vào. Và tôi muốn chia sẻ với kinh nghiệm để sống ở nước nghèo đó, ở Mỹ nhiều khi đời sống vật chất còn có, ví dụ qua châu Phi chẳng hạn,
mình ở rồi mình thấy mình rất là quý trọng những gì ở Mỹ mình có. Ở đây thì tắm, thí dụ tắm cả, mở nước chảo ào, qua đó một cái thùng 20 gallon chỉ cần nửa thùng là cũng để tắm rửa sạch sẽ hết, không phải đủ nước tắm. Rồi nhà ở như hồi đó tôi ở, tối không có điện, thắp hai cái đèn dầu lên ngồi soạn bài. Mình đã sống qua rồi đó thì mình mới thấy là mình quý trọng những gì mình đang có ở đây. Tôi nhắn với các vấn đề gọi là khuyến khích tham gia thiện nguyện đó, thì chúng ta nên, tại vì đó là một cái việc làm rất là tốt để tỏ cái lòng mình ra, không phải mình chỉ đi học xong rồi ra đi làm, và cái thời gian mà mình có thể đóng góp được nhiều đó, là trong thời gian đi học cũng có cơ hội để làm chuyện đó, và là ngay sau khi tốt nghiệp đại học cũng có thể có cơ hội đi làm chuyện đó. Tại vì khi mình đã, nếu mà đã vào với công việc rồi đó thì nhiều khi khó dứt ra lắm. Những bạn thiện nguyện tôi biết mà, có người đi làm 2-3 năm rồi, có người làm cho IBM, có người có tiến sĩ đó, họ làm đâu 2-3 năm nữa không, họ quyết định họ bỏ hết qua đi đại học này sinh nhau vậy thôi. Tôi nghĩ là nó có một cái sự thỏa mãn nào đó cho một cái lý tưởng, một cái ước mơ của mình. Thì là những cái thời gian mình có cơ hội là chỉ ngay sau đại học thôi. Còn nếu mà tôi không biết, có bạn có thể cũng đi làm rồi mới nghĩ đến chuyện mà bỏ việc làm thì cũng là một điều tốt thôi. Để đi qua, để nhìn tận mắt nó thiệt, không có gì giá trị cho cái đời sống của mình là mình sống, mình đã sống qua cái thời đó, cái chỗ đó. Còn mình có thể coi trên TV thấy mấy chương trình về giáo dục mình cũng thấy, nhưng mà khi tới rồi, nhiều khi tôi vẫn muốn trở lại Phi Châu là vậy đó. Hai năm trước có trở về trường cũ để mình thấy có gì thay đổi không. Hàng xóm láng giềng cũng có người chết rồi chứ mày không. Cái em học sinh thì học trò mình ngày xưa cũng có đứa làm, cũng có chức quyền, cũng đi dạy học, cũng làm hiệu trưởng. Thì những cái điều đó là cũng như bên Mỹ vậy thôi. Các em gặp lại ngoài đường đó thì các em đã học qua mình từ lớp trung học cho tới đại học cộng đồng. Mình vẫn luôn luôn mình muốn các em đó có học được tới đâu thì ra đời luôn là một người tốt. Cái đã là tốt, em có thể là đi lái xe truck không, có thể đi làm cashier ở một cái supermarket nào đó, mà luôn luôn là một người tốt cho xã hội. Về vấn đề gìn giữ lịch sử Việt Nam thì bây giờ chúng ta phải nói là làm sao để gìn giữ được, một cái câu hỏi nó hơi khó. Và lịch sử cận đại Việt Nam này là những cái sự tranh luận nó luôn luôn có những khác biệt về quan điểm. Nhưng không phải vì đó là chúng ta không có nên mở ra các cuộc tranh luận. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Thời những năm 90 đó, tôi đã mở ra nhiều cuộc tranh luận với các bạn sinh viên để giúp các em khai mở ra điều này có đúng hay không. Nếu mà cái nhìn của một người hiểu biết thì sẽ tìm hiểu thêm làm sao, tìm sách thư viện, học hỏi từ những bậc cha anh. Đó, cái đó nó có vẻ hơi chuyên môn một xíu, nhưng mà lịch sử căn bản, nếu mà không nói về cận đại trong vòng 5-70 năm vừa qua thì có những điều chúng ta phải học hỏi. Từ lập quốc, những chuyện vua Hùng dựng nước, những đời Lê, Trần, Lý, những giai đoạn mà gọi là hưng thịnh của đất nước là có, chúng ta phải biết một số cái căn bản đó. Rồi những cái phát triển về ngôn ngữ, về âm nhạc. Từ đó những cái đại cương thôi, đó chắc phải để các nhà về sử học đó, để có những cái giáo án hoặc là trong các trường dạy Việt ngữ chẳng hạn, chúng ta để hướng dẫn cho các em chuyện đó. Về một viện bảo tàng, nói đúng là về lịch sử của người Việt đó, hay là gọi là người Vĩ, mình nghĩ với gốc Việt nói chung đó, thì tôi nghĩ là chúng ta phải làm, cần phải làm nữa. Tại vì gần 50 năm rồi, một nửa thế kỷ rồi, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã bắt đầu cho cái lịch sử của những người Việt ở nước ngoài, và nói riêng là lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Tôi vẫn muốn có phải thấy một cái đó thành hình, để như chúng ta đặt vấn đề vừa xong
là vấn đề học sử học của các em, thì cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt là một cái phần nối dài, nối tiếp của tất cả các em sinh ra lớn ở Mỹ, là người Mỹ gốc Việt. Đó. Thì những cái chuyện mà như tôi ra đi ngày 30 tháng 4 năm 1975, rồi sau đó những chuyện vượt biên, rồi những chuyện như là HO, con lai, rồi đoàn tụ gia đình, nhiều thứ mình phải kể nó liên tục để có thể 100 năm sau những người, các con em của con cháu của chúng ta hoặc là người nước ngoài nhìn vào phải biết là đó, người Việt có mặt ở Mỹ là từ đó. Viện Bảo tàng luôn là chỗ chúng ta hỏi lịch sử một cách gọi là mau lẹ và ngắn gọn nhất với những chứng tích để đó. Thì cần có làm sao để có được cái bảo tàng đó thì là một vấn đề tôi nghĩ là cộng đồng nên có người khởi xướng, các sắc dân khác ở nước Mỹ này đều có, nhiều sắc dân có viện bảo tàng. San Francisco có viện bảo tàng của người châu Mỹ, người Mỹ châu Phi nha. Ngay thủ đô hay đó thì có rồi đó. Nhưng mà ngay ở thủ đô của người Việt tị nạn đây nha. Thư viện đại học UCI có rất nhiều lưu trữ về lịch sử của người Mỹ gốc Việt nha. Chúng ta cần một nơi đó để khi mà ai tới Little Sài Gòn này giá vào đó thăm để có thể có một sự hiểu biết tổng quát về người Việt, người Mỹ gốc Việt. Chúng ta tới nước Mỹ là một phần cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ này là thành hình từ bao nhiêu năm rồi. Có rất nhiều sắc dân từ châu Phi tới trước thì nô lệ, rồi tới những người da trắng từ châu Âu, rồi người châu Á. Bây giờ nói đúng thì 100-200 nước trên thế giới này đều có người gốc Mỹ cả. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, cái gốc Việt thôi, nhưng mà chúng ta là người Mỹ thì chúng ta phải đóng góp vào cái xứ sở này như là một người Mỹ, chứ không phải bất cứ người, như là một người Mỹ, tại vì mình là gốc Việt, mình nói mình gốc Việt thôi. Thì tất cả những vấn đề an sinh xã hội, chính trị, văn hóa chúng ta phải góp phần vào cho cái đất nước này để đất nước luôn luôn thăng tiến, tôi nghĩ luôn luôn tiến bộ hơn.